xuân nhé. Rồi, anh đẹp trai, cho bốn đứa em một tấm hình bằng cái này được không? Ở đây có rất nhiều hoa kim tiền luôn cả nhà, nhìn rất là đẹp luôn nè. À, một chậu hoa kim tiền như thế này khoảng bao nhiêu tiền em hả? Lần đầu tiên mình được biết hoa này luôn. Cái này chắc ở Đà Lạt hả anh hả? Đây là những cái rễ cây, những cái gốc cây người ta đã làm sạch vỏ để trang trí cho những cái không gian. Đây là hoa giấy nha cả nhà, rất là nhiều chậu hoa giấy luôn. Cây này khá đẹp luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Mà không ai bông nhiều lắm. Tại vì cái nhánh để thẳng thì cái người tạo thế, tạo dáng cho nó thì ta uốn. Cái mai này cái gốc cổ thụ quá cả nhà. Không biết có ghép không? Cô bé bên trái bán hoa lan hồ điệp mà giống như bán hoa lan mắc cỡ vậy. À, nãy giờ cứ mắc cỡ né cái camera của Hà Hoài. Thấy không, những người bán hoa cái mặt lúc nào cũng tươi như hoa, giờ nào bán mới được hoa. Còn những người bán hoa mắc cỡ thì gọi là bán hoa mắc cỡ nha. Những chậu tắc rất là đẹp, trái nhiều ghê luôn. Trái với lá nó ngang ngửa với nhau. Nếu như cả nhà mà có thời gian thì hãy đi thổ hoa xuân. Không mua cũng được, nó đi ngắm để cho mình có một cái tinh thần của mùa xuân vui vẻ. À, cảm thấy cái thích tinh thần thân phấn. Đi đâu cũng thấy hoa hết. Cái nào hoa trạng nguyên. Những chú mèo cho năm mới. À, năm nay là năm con mèo nha cả nhà. Đó là mèo quá trời nha, ba con mèo. Hoa lan hồ điệp khá là nhiều cả nhà ơi. À, đang quay đứng ngoài sáng mà mấy chậu hoa này để trong tối á, trong mát á, nên ánh sáng nó không cân bằng giữa bên ngoài và bên trong nha. Ôi, cái sắc hoa này lạ quá. Đây là hoa thật 100% nha cả nhà. Đó, nhưng mà cái sắc hoa này xanh xanh trắng đẹp ghê không. Hi, xin chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại xem kênh Hà Vũ Ký Vlog. Hiện tại thì Hà đang đứng ở một không gian rực rỡ, rất nhiều sắc hoa luôn, rất nhiều loại hoa đẹp lắm. Nơi đây là hội hoa xuân ở công viên Gia Định á, công viên Gia Định Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh nha. Và hôm nay Hà sẽ đi review chia sẻ cho cả nhà về cái không gian hội chợ hoa xuân. Đây là một cái không gian chợ hoa xuân có thể nói là lớn nhất của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Và Hà đi một vòng và Hà nghĩ á, thì ở đây có rất là nhiều loại hoa, có rất nhiều hoa đẹp độc lạ nữa mà lần đầu tiên Hà cũng được biết. Và chắc chắn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cũng có nhiều loại hoa chưa biết đúng không? Thì hôm nay cùng với Hà đi hội hoa xuân ở công viên Gia Định ở Sài Gòn ha, để chúng ta ngắm hoa, chúng ta lấy tinh thần của những ngày cuối năm để chuẩn bị đón một năm mới thật là vui tươi, thật là hạnh phúc. Đây là những chậu hoa lan hồ điệp rất là rực rỡ sắc màu. Và bây giờ thì từ cái chỗ không gian này, Hà xin mời quý bà cô chú anh chị và các bạn cùng với Hà đi khám phá cái hội hoa xuân ở công viên Gia Định nha. Rồi bây giờ xin mời, let's go. Rất đẹp nha cả nhà. Hoa lan hồ điệp. Hoa này là thường là hoa lan hồ điệp được xuất xứ từ ở vùng Lâm Đồng mà trồng nhiều nhất là vùng Đức Trọng đó cả nhà. Đẹp. Let's go. Ở công viên này rộng lớn lắm mà người bán hoa cũng nhiều, nên để review hết không gian trong đây chia sẻ cho cả nhà thì cũng mất thời gian lắm đó nha. Clip quá hơi dài thì cả nhà cũng thông cảm xem nha. Cái chỗ nào mình không thích thì mình có thể bỏ qua. Nếu mình không có thời gian thì mình có thể dừng lại và lúc khác mình có thời gian mình xem tiếp ha cả nhà. Rồi cả nhà xem ủng hộ Hà luôn. Nếu như cả nhà thích á, thì cả nhà like. Còn cả nhà thấy hữu ích á, thì cả nhà chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đăng ký kênh ủng hộ kênh Hà Vũ Ký Vlog nha. Rồi khi đăng ký kênh thì nhớ là nhấn chuông luôn, để chờ nhận cái thông báo clip mới nhất của kênh Hà Vũ Ký Vlog đăng lên, để quý bà cô chú anh chị và các bạn xem được những cái clip mới nhất của Hà vừa đăng nha. Chào bạn, cái này là bạn là chủ kinh doanh này luôn hả? Bán nè. Rồi bán hả? Đó, thấy không, những người bán hoa cái mặt lúc nào cũng tươi như hoa, giờ nào bán mới được hoa. Còn những người bán hoa thì sợ sợ quá, mắc cỡ thì gọi là bán hoa mắc cỡ nha.
rất đẹp. À, shop hoa của mình là xuất xứ ở đâu vậy bạn? Hoa này ngoài Bắc. À, còn hoa trên kia là xuất xứ Đà Lạt. Đà Lạt đa số là trồng hoa lan hậu điệp ha. Rất đẹp. Rồi, chúc bạn có một cái mùa xuân cũng đẹp như hoa vậy ha. Sang quý phái như là hoa lan hậu điệp vậy đó. Rồi, cảm ơn bạn. Đó, một cái tiểu cảnh ở trong công viên gia đình nha cả nhà. Trang trí cho cái công viên nó thêm phần sinh động, đẹp. Đây là những sắc lan hậu điệp. À, ở đây là hoa lan hậu điệp Hà thấy rất là nhiều và đẹp. Và ở đây thì bạn là chủ hả? Bạn là chủ kinh doanh đây. Đây là chủ của hoa tươi Trăng Khuyết mà lan hậu điệp nha cả nhà. Thì Hà thấy những cái chậu hoa khá là đẹp đang được bán tại hội hoa xuân ở công viên gia đình á. Thì cái này là vì sao nó có tên gọi là hoa tươi Trăng Khuyết? Tại vì Trăng Khuyết là biểu tượng của người khuyết tật. À. Người khuyết tật sinh ra đã khuyết, nhưng mà với ở một góc độ nào đó thì họ vẫn sáng và rất cần sự trân trọng của tất cả mọi người xung quanh. Tại vì họ sinh ra đã khuyết rồi, nhưng họ luôn sáng và cộng đồng, những người xung quanh bảo vệ và giúp đỡ họ. Tại vì mình sinh ra đã là người khuyết tật và đã vươn lên qua cái định kiến của xã hội là một cái bước ngoặt. Và khi mình vừa qua rồi, mình muốn truyền thông điệp đến mọi người hãy trân trọng những người khuyết tật. Đó, hoa tươi Trăng Khuyết là như vậy đó cả nhà. Đó là một cái thông điệp mà bạn ấy mới vừa chia sẻ. Và cái này trang trại của mình đang nuôi trồng ở đâu? Dạ em nuôi trồng ở Đà Lạt. À, ở Đà Lạt. Hoa này là hoa của Đà Lạt. Hoa này của Đà Lạt hết nha cả nhà. Và có thể cho biết cái địa chỉ không? Nhiều khi ai đó đi lên Đà Lạt người ta tìm tới người ta mua ủng hộ. Dạ em ở Đà Lạt, em ở Hai Bà Trưng. Tức là ở trên đó có cái cửa hàng bán hoa ở đường Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt. Dạ. Nhưng mà trang trại chăn nuôi trồng, nuôi trồng vẫn ở thành phố không? Đức Trọng. À, Đức Trọng. Đó. Dạ. Thì bây giờ mình có thể tiết lộ một cái chậu lan hậu điệp như thế này giá khoảng bao nhiêu tiền nữa? Có thể là khi bán có thể thương lượng. Dạ. Nhưng mà một cái chậu lan. Có để giá đây được không? Thì giá dao động từ 200-250 đến 300 một cành. Một cành. Một chậu nó khoảng tầm 2 triệu, 1,5 triệu tùy theo mức giá bình dân. Và nó sẽ có cái để bạn là từ 400 đến 500 cho giá bình dân. Và ở đây thì em làm theo giá bình dân để cho tất cả mọi người có thể sử dụng lan hậu điệp. Tại vì cái dòng lan hậu điệp nó rất là bền và nó sang nữa, rất là sang trọng cho ngày Tết. Mà có chậu gì mình có thể trưng được trong vòng 1 tháng không? Dạ, trong vòng 1 tháng. Tại vì cái rồi, nhưng mà khi mà nó tàn rồi thì mình có thể có thể chăm được. Chăm được để và kích cho nó ra hoa được không? Bông, đúng không? Nó sẽ lên bông. Thì bạn ấy đã chia sẻ rồi. Thì một cái chậu như này tùy theo giá thôi. Có giá là 1,5 triệu, 2,5 triệu một chậu. Và nếu mà nói cành thì khoảng 250 một cành đó cả nhà. Và cũng có những cái chậu để bàn nữa, 300-400 cũng có nữa. Nên ở đây là cái khu gần, cái gọi là cái trung tâm của công viên gia đình đó. Thì có bán lan hậu điệp của hoa tươi Trăng Khuyết đó. Của những người khuyết tật ở hoa tươi Trăng Khuyết ở Đà Lạt đúng không? Thì cả nhà đi hội chợ hoa xuân ở công viên gia đình thì đến đây ủng hộ những bạn trẻ khuyết tật nha. Đó, các bạn tuy khuyết tật nhưng mà vẫn rực rỡ, vẫn sáng, vẫn đẹp như những cành lan hậu điệp vậy đó. Đó, mong cả nhà ủng hộ để cho cái trung tâm
hoa tươi trăng khuyết được ngày càng phát triển hơn nha cả nhà. Cảm ơn nha. Chúc năm mới mọi sự tốt đẹp và sức khỏe, bình an và năm mới rực rỡ như hoa lan hậu đẹp vậy đó. Cảm ơn. Ok, ok. Quá đã luôn này. Đây là giá nhiều lắm nha cả nhà. Đó, giá của hoa lan hậu đẹp á. Những cái chậu hoa bình dân thôi. Nó không phải là những chậu hoa quá là đắt tiền. Cái giá thì cũng có thể là mọi người đều có thể sử dụng được. Trong này có chậu 400. Dạ, đây là những chậu 3-400 ngàn nè. Để bàn đó cả nhà. Con đẹp gái mà con cứ né hoài, con sợ lên mạng là nhiều người phát hiện ra con rồi người ta đeo đổi hay sao đó. Cô bé bên trái bán hoa lan hậu đẹp mà giống như bán hoa lan mắc cỡ vậy. Nãy giờ cứ mắc cỡ né cái camera của Hà hoài à. Đó. Cô bé này, khuôn mặt này cả nhà đón bao nhiêu tuổi? Nói với Hà là sinh viên năm tư rồi, Hà không tin luôn á. À, cái khuôn mặt giống như là mới học lớp 11, 12 mà sinh viên năm tư đại học bây giờ hả con? Dạ. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Thì con người Sài Gòn hả? Dạ không, dạ con người Nam Định ạ. À, con người Nam Định. Dạ. Gốc Nam Định, nhưng mà con vô đây ở lâu chưa, miền Nam nè? Dạ con vô đây từ năm 4 tuổi rồi ạ. À, vô cũng chắc cũng hơn 20 năm ha, 20 năm ha. Dạ. Ừ, hôm nay cũng 23, 24 rồi. 23. Không có 21. 21 hả? Dạ, à. Con 201 ạ. À, ok, rồi cũng 21 tuổi nhưng mà nhìn còn trẻ, cũng khoảng 17, 18 ha. À, học sinh đại học bây giờ, chúc con thành công nha. Dạ, cảm ơn sức khỏe. Dạ. Rồi, chào tạm biệt nha. Chúc một cái Tết vui vẻ nha, bình an. Mình tưới nước khi nào mình mới được nghỉ chị? 30 luôn hả? Chị là người làm cho công viên gia đình này luôn hả? Tới ngày 30 mới được nghỉ rồi mùng mấy mình làm lại? Mùng 2, đó chị đang tưới nước trong đây. Chị đang làm bên công viên gia đình có thấy ổn không? Đây, công việc vẫn đều, vẫn ổn đúng không? Dạ. Chúc chị năm mới nhiều sức khỏe và công việc vẫn ổn nha. Dạ. Dạ. Dạ, nếu không có những người như thế này thì công viên gia đình chắc chắn là không được đẹp gì đâu cả nhà. Có những người chăm sóc đó. Tại vì khi mình nói chuyện cho với chị, mình không có cài mic cho chị đó, nên âm thanh chị nói ra rất là nhỏ nha cả nhà. Chị có thể tiết lộ là một chậu đất như thế này là bao nhiêu tiền không chị? Chị nói là một chậu đất như thế này là 400 ngàn nè. Sát vô để cho khán giả thấy nè bác. Đó. Một chậu tắc như thế này là 400 ngàn. Nói chung cũng công chăm sóc, tỉa tót, rồi kích hoa ra trái cũng vất vả lắm cả nhà. Rồi tiền vận chuyển, rồi kinh doanh nữa. Nên, đó. Nên một chậu như thế này là khoảng 400 ngàn. Đúng rồi. Nó rất là nhiều cái chi phí mới có để một chậu hoa chỗ này để bán cho cây. Dạ. Dạ dạ. Nào, cúc này của chị luôn hả? Đẹp đó, nguyên khu này của chị luôn nè. Rất đẹp. Này nó vàng rực rỡ luôn cả nhà. Lúa nè cả nhà ơi.
Cô chở ớt này cho bao nhiêu tiền vậy cô? 60. 60 quá. Nhưng mà ý nghĩa của việc chân ớt trong nhà là làm sao cô hả? Nó có màu sắc vậy thôi. Dạ hả? Chứ Tết mà chân ớt nhiều khi con nó cay. Hay là chân ớt với lại cái hũ hoa đi. Hoa cái cay. Ớt hoa cay hoa. Hay là đủ, hoa cay đủ. Cay hoa. Ý nghĩa à? Dạ, chứ mà chân ớt không thì nó cay quá. Mình thấy tại màu mè trái nhiều mà sung sơn là mình thích rồi. Dạ. Ý nghĩa nó tốt rồi. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi, chúc cô chú năm mới mạnh khỏe nha. Rồi, chúc con nhà vui vui. Dạ. Mời tay trái chú. Có Tết mới được ngắm hoa như thế này thôi cả nhà ơi, rất là nhiều hoa. Bình thường mình đi vô một cái gọi là vườn hoa, những cái vườn hoa lớn hay là những cái trang trại trồng hoa lớn thì nó cũng không đầy đủ những phong phú như thế này đâu. Đây tất cả các vườn miệt tứ xứ gom lại đây. Mình được biết hoa này luôn. Cái này chắc ở Đà Lạt hả anh hả? Ở Sa Đéc. Dạ, Sa Đéc. Ở Đà Lạt giờ bán gì đây là cho tầm được. Dạ. Cái này chơi được lâu không anh? Lâu. Nó cũ quá hả? Cũ quá ha. Nó cũ cũ. Hoa Valentine. Hoa tình yêu á. Đi hội qua sân nhiều lần rồi mà lần này mới biết được hoa này luôn nè. Trời rất là nắng nha cả nhà. Nhưng mà Hà thích quay ban ngày hơn, bởi vì khi đó thì mình sẽ ngắm được những cái sắc hoa nó đúng màu hơn và nó rực rỡ hơn, chứ quay buổi tối thì cái màu nó khác, dưới ánh đèn thì cái màu nó khác này, nó không được đẹp. Nên dù nắng như thế này Hà vẫn muốn đi quay để review chia sẻ cho cả nhà, nhưng mà sau vài những cái phim như thế này về mùa Tết chắc Hà đen thui luôn. Không sao, đen mà không có bị bệnh là được rồi, quan trọng là sức khỏe. Chứ mà trắng trẻo mà bệnh rồi cũng mệt lắm. Đó cả nhà nhìn thấy nè, cúc rất nhiều loại cúc luôn. Cái hoa này hoa gì anh hả? Dạ ban mai. Ban mai. Đó, ban mai mà nhiều mà nhiều mà những cái cánh nó khác ha. Dạ. Còn này là cúc phải không? Cúc mâm xôi. Đó cái mạ để ương lên thành cái lúa. Mà trong nhà không biết thì người ta trưng làm gì. Đó, không biết ý nghĩa của nó. Đó, thú vị không? Cúc nè. Rất là nhiều cúc. Một không gian trong đây rất là rộng luôn nè, với rất nhiều loại hoa và màu sắc rất là rực rỡ, sặc sỡ luôn, đa sắc màu. Nó thì có thể clip này cũng khá là dài, Hà review chia sẻ cho quý ông bà cô chú anh chị các bạn. Nhưng mà mùa xuân mà, nếu có thời gian rảnh thì cứ xem hết nha. Xin chào em. Rất nhiều hoa nha cả nhà, rực rỡ sắc màu luôn.
Ở đây có rất nhiều là hoa kim tiền luôn cả nhà. Kim tiền nha, nhìn rất là đẹp luôn nè. Đó. À, một chậu hoa kim tiền như thế này khoảng bao nhiêu tiền em hả? À, 200. Ở công viên Gia Định đó cả nhà. Thì ai mà đi hội Hoa Sưng ở công viên Gia Định thì có thể mua hoa kim tiền và đến đây. À, chỗ này thì cũng gần cái chỗ khu trung tâm của công viên Gia Định đó. Bán hoa kim tiền rất nhiều, hạt thấy rất là đẹp luôn. Cảm ơn em nha. Đây là cái tắc nè cả nhà, tắc trái vàng này, không biết là có chua không nhưng mà cái màu nó khá là đẹp. Quá trời. Ở đây là hoa cẩm nhung nè cả nhà, hoa cẩm nhung đó, hoa cẩm nhung nha. Còn bên đây là hoa cúc Đài Loan nè, rất là đẹp, đang hiện bán tại công viên Gia Định á cả nhà. Ai đi hội chợ Hoa Sưng mà muốn mua cúc Đài Loan, hoa cẩm nhung thì đến công viên Gia Định nha. Đó, quá trời đẹp. Hoa nhiều lắm, rực rỡ sắc màu luôn. Quá đẹp ha cả nhà. Quá đẹp luôn cả nhà. Rất là nhiều màu sắc, rất nhiều loại hoa luôn. Và mỗi lần đi như thế này thì Hà sẽ khám phá được tên của một vài loại hoa. Và có những cái loại hoa mà Hà rất là thích luôn. Cái mai này rất là nhiều nụ luôn nè cả nhà. Đó, cái này khoảng chừng 2 ngày nữa thôi nó bung ra, 3 ngày nữa thì nó vàng rực cái cây luôn đó, rất đẹp. Đây là khu mai nha cả nhà. Nè, cái này nó nở rồi nhưng mà bông nó không được đẹp, tại vì bông nhỏ thôi. Còn đây là đó, cũng nở khá nhiều rồi. Này đây nè, cây này thì nở vàng nhiều nè. Cái này thì nếu ai trở mùng 1 mà rực rỡ nhà thì mua cái này về. Còn nếu như mà mùng 1 mà rực rỡ quá bung hết rồi thì cái này là rồi sớm. Đó, nở sớm. Đây là những gốc mai cổ thụ nè cả nhà. Những cái thế tán khá là đẹp. Và những cây mai này thì đã trổ rồi. Hôm nay mình mua về thì tới ngày 30 là nó rực rỡ sắc màu luôn. Ở đây cũng vậy nè, cây này khá đẹp luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, cái mà không ai bông nhiều lắm, cũng là cái gốc rất là bự luôn, cái gốc dạng gốc cổ thụ á. Những cái gốc này thì người ta chăm sóc cũng khá kỹ và chăm sóc cũng nhiều năm rồi, quá đã, đẹp á. Bỏ những cái viên sỏi màu trắng lên về làm cho cái gốc mai nó nổi bật lên cũng khá là đẹp. Cái cây này có búp và có lá nè cả nhà. Đó, có búp và có lá. Thì có nhiều người thích vậy á. Đó, thấy không? Rất đẹp. Cái mai này, dạng cây mai uống nè cả nhà. Đó, những cái nhánh nó uống quăng quăng nè cả nhà thấy không? Đó, ủa quăng quăng nè, khá đây nè. Thay vì cái nhánh để thẳng thì cái người tạo thế tạo dáng cho nó thì người ta uống quăng quăng này, nhìn nó lạ ha. Lấy vô cả nhà. Đây là cây sung nè cả nhà, thấy trái không? À, nên Tết mình mua về nhà mình trưng trong nhà cho nó sung nha. Năm mới là sung mãn, sung sức và làm gì nó cũng sung á. Cây sung quá đã luôn nè. Đây là rộp sắc hoa màu gà luôn cả nhà. Có rất là nhiều màu. Màu đỏ nè, màu đỏ bầm nè. Rồi phía sau có màu hường nữa nè. Đó cả nhà. Rất là nhiều sắc, ba màu ở đây nè.
HDV Clip này cũng muốn phục vụ đến những người mà không có điều kiện đi họ qua sân, cũng như là những người không có khả năng đi lại, để ngồi ở nhà thư giãn với những cái sắc hoa mùa xuân, để có một cái tinh thần của mùa xuân thật là vui tươi. Cả nhà thấy đâu đâu cũng hoa hết, cả một công viên gia đình đâu đâu cũng thấy hoa hết. Một công viên gia đình rất là rộng lớn luôn đó nha. À đây nãy giờ là mới chưa được nửa công viên nữa đó mà quá trời hoa rồi. Đây là hoa giấy nha cả nhà. Rất là nhiều chỗ hoa giấy luôn. Cũng rất là nhiều màu. Đây là những cái rễ cây, những cái gốc cây người ta đã làm sạch vỏ để trang trí cho những cái không gian. Mà những cái này những người đam mê nghệ thuật thì mới biết trân quý và biết cách trang trí làm sao cho nó đẹp. Đó, những cái gốc cây, rễ cây tưởng chừng như là củi, nhưng mà bây giờ thì người ta lại thích những cái này để trang trí cho một cái không gian, nhất là những cái không gian ạt, không? Rồi những không gian cà phê rồi. Đi hết công viên này chắc mấy tiếng á cả nhà. Nhiều lắm, rộng lắm. Nhưng mà chắc Hà cũng review thoáng quá thôi. Ở nhà mình trồng được một chậu vậy thôi là mình cũng đã thích lắm rồi. Còn khi vô đây mình bị choáng ngợp với màu hoa, sắc hoa và loại hoa luôn cả nhà. Thực sự là chỉ có Tết mình mới được tận hưởng một cái cảm giác như vậy. Mai được bán dọc theo những cái con đường nè, nhiều lắm. Cái này nó búp búp thôi nha cả nhà, chứ khoảng chừng 2-3 bữa thì nó bung xòe rồi hết. Cái mai này cái gốc cổ thụ quá cả nhà, không biết có ghép không, nhưng cái gốc này nè bự lắm, rất đẹp, cái thấy tán cũng rất đẹp luôn. Chậu này chắc cũng lên hàng mấy chục triệu á. Đây là những cái gốc cổ thụ không à, cả nhà nhìn trong khung hình thấy nhỏ vậy nha, ngoài nó lớn ghê luôn đó, cái gốc của nó này. Những cái bông trang này cả nhà thấy đẹp quá trời luôn. Cái trang thế đẹp ghê chứ. Mùa xuân đây rồi, mùa xuân là đây rồi đó, quá đẹp luôn đó. Mùa xuân mà áo dài mà đi ngắm hoa nữa là quá quá tuyệt vời, quá phù hợp luôn. Rồi xong rồi em chụp về nó ngược sáng, cái mặt nó tối á. À, qua góc kia dịp lại. Đây. À, né né nhau hả? Ai mà thấy cái máy hình này á, thì sẽ thấy hình trong phim.
quá đẹp luôn đó, mặt tươi như hoa luôn. Bốn người là rất là xinh đẹp. Rồi anh đẹp trai, cho bốn đứa em một tấm hình bằng cái này được không? Được rồi, đang chụp hình cho các chị nha. Rồi 1 2 3 đang chụp cho các chị xinh đẹp. Đây, quá đẹp. Nói chung là ngược sáng nhưng mà các chị sáng hơn ánh nắng nữa nên nó không có đói. Cái khu này hoa giấy quá trời cả nhà ơi. Hoa giấy nhiều lắm. Đó, cái sắc hoa giấy rất đẹp nhưng mà nó không có hương. Nhưng mà cái hoa này nó chịu nắng chịu gió chắc đốt giống như sức của con người vậy. Giống như sức sống mạnh liệt của con người vậy. Ngập tràn hoa giấy nè cả nhà ơi. Giờ ở Việt Nam mình hoa giấy người ta ghép hay lắm. Có một vài cây ra hoa này, ưu điểm cho cái nhà Hà đi review cũng sinh động, cũng có chút xíu sắc hồng vàng của mai, chứ thường là cận ngày đó, ở ngày 28-30 rồi đó thì lúc đó mới rực rỡ. Có rất là nhiều chậu mai mà Hà thấy ở đây có một cái gốc mai nè, gốc mai này quá bự luôn cả nhà, đó rất là to. Những cái gốc mai như thế này giá tầm khoảng 200 triệu trở lên đó cả nhà ơi. Đó nhưng cũng xứng đáng cho những cái nhà biệt thự, những cái gia đình có điều kiện ha, thì cái gốc mai như thế này mình để ở sân nhà mình là quá giá trị luôn. Ta vô ta nhìn ta thấy là nhà này có điều kiện rõ ràng nè. Đó, một cái gốc này thì phải trên 200 triệu nha cả nhà. Vì Hà đi hộ qua sân nhiều rồi, Hà cũng hỏi giá, Hà cũng biết những cái gốc mai này gốc mai kia là giá cả như thế nào, Hà cũng biết được tức trình vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn là không dưới 200 triệu. Cái này bông của nó nè, búp búp nè. Cái này là lên tới ngày 30 là quá vừa quá đẹp luôn. Cái thế nữa nha cả nhà, nó mắc là mắc là cái thế kia, cái độ cổ thụ của nó lâu năm á, gốc của nó. Đó, cái cây giá nó hơi cao nên Hà review hơi kỹ. Hà thưởng thức nó luôn, chia sẻ đến cả nhà. Tất nhiên là sẽ còn những cây mai giá cao hơn rất nhiều nữa, tiền tỷ đó cả nhà. Ở bên kia là một phần của công viên gia đình đó nha cả nhà. Công viên gia đình rất là lớn luôn, bây giờ nó chia ra mấy mảng. Ngày xưa nó là một công viên nhưng mà khi mở cái con đường này nè, mở rộng con đường này, bây giờ công viên gia đình nó chia ra rất nhiều mảng mà nó rộng lắm. Nãy giờ Hà đi chưa được phân nửa nữa. Ở ngang chỗ dưới dốc cầu vượt thép, cái khu cầu vượt cái đoạn Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, Phạm Văn Đồng đó cả nhà. Đó thì là công viên gia đình. Mai dọc theo con đường này mai rất là nhiều luôn. Có những cây mai đã nở vàng rực rỡ rồi, cũng có nhiều cây mai còn búp 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 búp. Thì cả nhà muốn đi ngắm mai và ngắm nhiều cái sắc hoa đó thì có thể đến công viên gia đình. Rất là nhiều cả nhà ơi. Ở đây cũng có thể gọi là một công viên mai cũng được nữa cả nhà. Bởi vì rất là nhiều mai luôn nha. Nếu Hà làm riêng về cái clip mai này không thì chắc là cũng là một cái clip rất là dài á. Đó, Hà review cho
quý ông bà cô chú anh chị các bạn và các em nào đó mà nếu ở bên nước ngoài về mà chưa biết đi đâu chơi thì cũng có thể đến công viên gia đình. Công viên gia đình này khu vực cũng gần sân bay Tân Sơn Nhất nè. Rồi nói chung là ngay cái cầu vượt thép Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, rồi Phạm Văn Đồng á, đại lộ Phạm Văn Đồng. Nói công viên gia đình lên mạng sạch ra cái là cả nhà sẽ nhìn thấy ngay. Đó. Cái này khoảng 2 ngày nữa là rực rỡ luôn. Quá xá nụ luôn. Nụ quá trời luôn cả nhà. Cây mai này quá đẹp luôn cả nhà. Hà thích cây mai cái thế tán kiểu dày nè. Nó vươn cao lên mà xung quanh nó cũng rất là đẹp á, cái thế tán rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Thơm. Cây này cũng rất là đẹp luôn nè cả nhà. Cây này quá đẹp luôn nè, nhỏ nhỏ nhưng mà cái thế nó ngã ngã thì cũng đẹp nè. Ở đây nữa nè, mấy cây này đã lắm. Đẹp ghê. Nói chung là khi mình thích mai rồi đó thì mình vô mình cảm thấy rất là say với nó. Và vô nhiều khi không biết chọn chậu nào nữa. Tại vì chậu nào cũng đẹp hết. Thế tán nào cũng đẹp, rất là nhiều thế tán đẹp và chậu, những cái chậu cũng rất là đẹp luôn. Vô đây mà nhiều quá cũng khó chọn lắm cả nhà. Ít ít thì mình dễ chọn chứ nhiều quá khó chọn lắm. Đó. Những chậu nhỏ nhỏ nhưng mà búp quá trời luôn nè. Búp quá trời búp luôn. Cái chậu này thì thôi nè, muốn nó bung ra nó vàng rực luôn đó. Cả nhà thấy nó búp khủng khiếp không? Cả một cây búp quá trời búp luôn. Nè, đây là cái bông mai gì mà cái búp nó tròn đẹp kia chưa? Này là mai này chắc nhiều cánh á. Đó, chắc là mai này nhiều cánh lắm á. Đẹp lắm cả nhà. Hai cái chậu này Hà thấy búp quá trời búp luôn nè. Đó. Nhánh nào cũng quá trời búp. Khi mà nó trổ rồi thì nó vàng rực luôn đó cả nhà. Thôi Hà review thoáng qua cho cả nhà về cái chỗ trưng bày những gốc mai thôi nha. Chứ mà review hết khu này thì thôi nó thành một cái clip về mai rồi. Nó cũng rất là dài luôn á. Đây là cái cầu đi bộ, cái cầu vượt dành cho người đi bộ. Và đây là cái cầu vượt Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm và đại lộ Phạm Văn Đồng. Khu này là bán ớt quá trời nè. Có những trái chín nè, nhìn thấy thương không? Rừng tắt luôn. Mình là miền Tây lên hả? Tỉnh nào? Bến Tre. Bến Tre hả? Đây là hoa này là trồng ở Bến Tre luôn hả? Ở nhà mình trồng ha, mình lấy lại mình bán. Vậy hả? Chúc năm nay bán đắt nha. Mà năm dạ, nhưng mà năm cái nay kinh tế nó hơi bị khó khăn tí. Doanh nghiệp là làm ăn khó khăn, kéo theo công nhân cũng khó khăn theo. Nhưng mà cũng hy vọng bán hết ha. Rồi chào anh chị. Tắt trái quá chừng luôn.
cây tắc này là được uống làm từ thế của cái thông này. Không uống đi con. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, rực rỡ luôn. Giống như là đang mùng 1, mùng 2 Tết rồi nè. Rực rỡ sắc mai vàng. Thơm, thoang thoảng. Tết đến rồi. Đó cả nhà. Một cái khu vườn. Đi đâu cũng thấy hoa hết. Mình làm cho mình cái tinh thần của mình cảm thấy rất là vui, nó hưng phấn lắm cả nhà. Nếu như cả nhà mà có thời gian thì hãy đi thổ hoa xuân, không mua cũng được, nó đi ngắm để cho mình có một cái tinh thần của mùa xuân vui vẻ, cảm thấy kích thích tinh thần hưng phấn. Đi đâu cũng thấy hoa hết, bây giờ ra đường cũng thấy hoa, và đặc biệt đến những cái hội hoa xuân, hội chợ hoa xuân thì đặc biệt là rất nhiều hoa. Cái này là hoa đại tướng quân nè cả nhà. À không phải, cái này là Trạng Nguyên, quên. Cái này là hoa Trạng Nguyên. Đó, màu đỏ đẹp không? Ở đây có những chú mèo. Những chú mèo cho năm mới. À năm nay là năm con mèo nha cả nhà. Đó là mèo quá trời nè, ba con mèo. Đó. 2003 nhưng mà làm ba con mèo thôi. Đẹp á. Quá xá đẹp. Đây là Hà đang đứng trên một cái phần của công viên gia đình, phần mới, cái phần bên bên trái hay bên phải cũng được. Tại vì là tùy theo cái hướng đi của mỗi người thôi. Thì nếu mà từ cầu vượt đi xuống thì nó nằm mé bên trái nha. Đó. Rất nhiều. Bây giờ thì nắng rất là nhiều, nắng này cũng trưa rồi. Đó, cũng đã 11 giờ rồi. Nhưng mà Hà vẫn cố gắng đi vây hết cái hội hoa xuân ở công viên gia đình, chia sẻ cho cả nhà. Hà không có chi tiết, Hà quay thoáng qua đây gửi cho cả nhà, để chủ yếu là cả nhà có cái không gian này, biết đây có những hoa gì, nhiều khi mình cần mua cái loại hoa đó thì tìm đến công viên gia đình để mua đó. Thì mong là cả nhà đồng hành với Hà để xem công viên gia đình có những cái hoa gì và có những cái gì mà mình cần ha, để mình biết rồi mình đến cái địa điểm mình thư giãn nữa cả nhà. Tắc rất là nhiều, tắc với mai rất là nhiều. Đây là những trái tắc rất là to luôn nè. Tắc đây to, trái to. Đã không? Quá đã cả nhà ha. Đó. Nhìn nó đẹp lắm, mà vô đây nếu mà không quyết định được thì khó chọn lắm, tại vì nó nhiều, nhiều quá làm cho mình khó lựa chọn đó cả nhà. Đó. Nên phải có quyết định ở nhà, mà phải định hình là mình sẽ mua cái chậu cây nào đó, có cái thế như thế nào và cái khoản tiền như thế nào thì mình ra mình quyết định nhanh lắm. Còn vô một cái chỗ này nó nhiều quá, nhiều loại và cái nào cũng đẹp nữa, nên khó quyết định đó. Phải quyết định ngay từ ở nhà. Ở đây là quá trời đào luôn cả nhà ơi. Có hoa rồi nè. Cái cây hoa đào này đẹp ghê luôn. Một cây này chắc, một cây này trồng khoảng bao nhiêu năm anh? Dạ. Cây này trồng khoảng bao nhiêu năm mà được như thế này? Chủ đạo. Em chạy xe thôi anh ơi. Một cây bự vậy mình trồng khoảng bao nhiêu năm bạn? Cây đó là đào gốc ghép. Gốc ghép. Chứ mà trồng cây cái này thì mình đón quý trường khoảng 20 năm mới có thể có được cái gốc như vậy. Là những cái đào thế nhỏ 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 nhưng mà đẹp quá trời. Đào nha. Mai đào. Miền Bắc là hoa đào. Miền Nam là hoa mai. Chậu này đẹp quá. Những chậu tắc rất là đẹp, trái nhiều ghê luôn. Trái với lá nó ngang ngửa với nhau.
Đào ở đây thì ra bông khá nhiều rồi cả nhà. So với cây mai thì cái đào nó hơi bị chìm nha, thì nó với lại cái màu cây á, nó không nổi bật lên được. Còn màu vàng của hoa mai á, nó rực rỡ hơn, nên là mình nhìn vô mình thấy hai cái màu nó phản rõ ràng, tức là màu cây, màu nhánh với lại cái màu hoa nó phân biệt rõ ràng luôn. Cả nhà có biết hoa hai đường không? Đây là hoa hai đường nè. Nhiều hoa quá, mê. Ở nhà mình trồng được chừng một chậu, hai chậu, mỗi cái một màu thôi là thích lắm rồi. Còn vô đây thì quá chừng, tha hồ mà lựa chọn. Chỉ có Tết mới được ngắm như vậy thôi, chứ bình thường làm gì có để cho mình ngắm được nhiều như vậy. Rồi đi nhanh thôi, quá nắng cả nhà ơi. Rồi Hà xin chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn và các em đã đồng hành với Hà đi hội chợ Hoa Xuân tại công viên Gia Định. Có thể nói đây là một cái hội chợ Hoa Xuân lớn nhất của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, tại công viên Gia Định. Và quý ông bà cô chú anh chị và các bạn và các em đã thấy rồi đó, những cái sắc hoa, rất là nhiều sắc hoa, nhiều loại hoa rất đẹp và mang lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là vui tươi, hưng phấn của những ngày cuối năm và chuẩn bị sang năm mới với một tinh thần thật là hứng khởi để chào đón một năm mới với những điều tốt đẹp ha. Thì có những sắc hoa ở trong clip này Hà review chia sẻ cho quý ông bà cô chú anh chị các bạn và các em á, cũng có rất nhiều loại hoa đẹp và sắc hoa cũng rất đẹp. Hy vọng clip này mang lại niềm vui và những điều thú vị, những điều hữu ích cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn các em nha. Rồi xin chào tạm biệt, chúc cả nhà thật dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong năm mới. Bây giờ xin chào tạm biệt.